Một cái quán cút chiên bơ với câu Logan ngon nhất Sài Gòn ở ngay khu ăn vặt đông đúc nhất nhiều quận 6. Cút chiên thơm bơ mà không có bị đen, đặc biệt là món bánh bao bơ tỏi ăn đã lắm. Phúc đã ăn rất là nhiều quán cút chiên bơ nhưng mà riêng cái quán này sử dụng cút máy ôm trứng, vừa nhiều thịt vừa giòn dai, thịt nhiều lắm, đặc biệt là chén nước sốt tiêu ăn cùng ngon xuất sắc luôn. Hello các bạn, lại là Phúc đây. Tối nay lại đối sản mà mỗi lần không biết ăn gì là Phúc lại ra cái khu ăn vặt ở đầu đường Lê Quang Sung ngã tư giao với lại đường Phạm Đình Hổ. Những cái tập trước thì Phúc review rất là nhiều quán vú heo rồi, lần này thì Phúc đổ qua món cút chiên bơ sạp tám mập, thịt cút ngon và mập như tên quán, vẻ thơm ngon mà không có hề bị mặn, chảo bơ luôn vàng ống nha. Tối nay thì Phúc gọi ba con cút ôm trứng, ở đây có hai loại là cút thịt là 25.000 đồng một con, Phúc gọi cút ôm trứng là loại cút đang đẻ có trứng non là 32.000 đồng một con ăn cho đã thèm, kèm theo một cái phần trứng non bơ tỏi là 30.000. Trứng non nhìn ngon, được xào qua với bơ, thêm nước mắm tỏi phi rau răm cho nên Phúc cũng ấn tượng với món trứng non bơ tỏi này nè. Do Phúc gọi ba con cút cho nên trong cái lúc mà đợi cút chín thì sinh ra quay mấy cái cảnh chiên cút, mấy cái con cút chiên bơ nguyên chất dậy cái mùi lên thơm phức ra một cái góc đường. Loại cút ôm trứng là loại con to và mập hơn, cái chảo sôi sùng sục cho nên cút thấm đều, quán vớ cút ra cắt thành từng phần nhỏ rồi chiên lại với bơ cho thấm đều và giòn. Cái phần này thì có kèm thêm trứng non nữa, đảm bảo là xuất sắc luôn. Phúc đã từng ăn qua nhiều nơi, thường thì nơi khác hay chiên kiểu mặn mặn nhưng mà ở đây thì vị vừa ăn, đặc biệt nhất là cái chén nước sốt tiêu đen chấm với cút chiên ăn rất là ngon. Phúc ăn đã quá cho nên xin quán thêm một chén nước chấm ăn cho đã một bữa. Ở đây thì còn có bánh bao hình thú nhân cà dế và bánh bao kim sa nhân thơm cực luôn. Bánh bao ở đây thì 12.000 đồng một cái, bánh bao bơ tỏi ăn cùng với lại cút chiên bơ thì 15.000 ba cái, hoặc là bánh bao hấp là 10.000 ba cái nha. Các bạn nên gọi combo cho tiết kiệm nè, như là combo hai con cút thịt ăn với lại hai cái bánh bao thập cẩm là 52.000, còn hai con cút ôm trứng non và hai cái bánh bao hấp là 65.000. Quán ở đây nằm tại số 2G Lê Quang Sung, phường 2, quận 6, quán bán chiều tối mỗi ngày. Tụi mình sẽ ngồi trên vỉa hè để thưởng thức nha. Từ bến xe Chợ Lớn thì các bạn đi bộ qua chừng chục bước là các bạn sẽ thấy nguyên một cái khu bán đồ ăn vặt ở ngay ngã tư Lê Quang Sung và Phạm Đình Hổ nha. Đừng quên lưu lại để có thể khám phá thêm nhiều quán ngon rẻ ở Sài Gòn nha.